Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tới dự, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường tiểu học Yên Từ, huyện Yên Mô. Cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Mô. Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí hồ hởi phấn khởi với quyết tâm giành thành tích cao nhất trong năm học mới của thầy và trò trường tiểu học Yên Từ. Tại buổi lễ, đại diện ban giám hiệu nhà trường đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhắn nhủ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu, năm học qua, cô và trò trường tiểu học Yên Từ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp trồng người, chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn phát triển vững chắc. 100% học sinh được đánh giá đạt trở lên về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất. 99,5% hoàn thành nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục, vượt 0,5% kế hoạch. 171 trên 635 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, nhà trường có 10 học sinh đạt giải quốc gia. 116 em đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện tại các sân chơi trí tuệ. Với những thành tích ấy, 3 năm liền, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Yên Mô khen thưởng. Dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Mai Hoa đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tích cô và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề nghị chi ủy, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục đến cán bộ, giáo viên và học sinh. Trước hết, cần cụ thể hóa thực hiện chỉ thị của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ngành về nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trước thềm năm học mới, đồng chí mong muốn các thầy giáo, cô giáo phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, luôn là tấm gương sáng để học sinh học tập noi theo. Nhắc lại lời Bác dạy, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, phần lớn là công học tập của các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng mong muốn các em vượt qua mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực học tập rèn luyện vươn tới đỉnh cao của tri thức, góp công góp sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng thêm tươi đẹp.